Bên cạnh việc tăng cường tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, những năm gần đây, huyện Yên Thế đặc biệt quan tâm tới việc giới thiệu sản phẩm OCOP qua các gian hàng trưng bày tại các sự kiện lớn trong và ngoài huyện nhằm mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm. Sau hơn 5 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm đã và đang tạo ra một luồng gió mới trong phát triển kinh tế ở vùng nông thôn, thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong huyện, góp phần khơi dậy tiềm năng và khẳng định thương hiệu cho nông sản địa phương. Đến nay, toàn huyện có tổng số 36 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có 32 sản phẩm đạt 3 sao, 4 sản phẩm 4 sao. Với mong muốn đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn người tiêu dùng, huyện Yên Thế đã tổ chức tham gia các hội chợ OCOP. Tại lễ hội Yên Thế, hàng năm, huyện đều có các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng nổi bật của địa phương nhằm quảng bá đến nhân dân và du khách thập phương về dự hội. Thì hợp tác xã nông nghiệp công ty chúng tôi có những cái sản phẩm về nông nghiệp gồm là dầu lạc Đại An, dầu mè đen Đại An, dầu gốc Đại An và một số sản phẩm từ nông nghiệp khác. Các cái sản phẩm nông nghiệp của chúng tôi được thu từ bà con ở trong xã, trong huyện Yên Thế. Và những cái sản phẩm đó ưu điểm là thực phẩm sạch, tốt cho sức khỏe. Công ty cổ phần Giang Sơn có địa chỉ tại thôn Liên Cơ, xã Đồng Tâm, là doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất chế biến nông sản. Hàng năm công ty đều tham gia trưng bày quảng bá sản phẩm tại lễ hội Yên Thế và các huyện, tỉnh bạn. Các sản phẩm nổi bật của doanh nghiệp bao gồm gà đồi Yên Thế và các sản phẩm chế biến từ gà như giò gà, chả gà, xúc xích gà, khô gà lá chanh. Các sản phẩm này đều được chứng nhận sản phẩm OCOP và được người tiêu dùng ưa chuộng. Sản phẩm của gà đồi của Giang Sơn này là chúng tôi dùng thấy tốt, mà ăn dai ngon, mà gà rất thơm. Nhân dịp môn cầu lông Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 tổ chức tại tỉnh Bắc Giang hồi tháng 5 năm 2022, tại khu vực nhà thi đấu thể thao của tỉnh, cùng với 19 gian hàng giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP của tỉnh, huyện Yên Thế đã lựa chọn nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu để trưng bày. Tại đây, huyện Yên Thế có tổng số 16 sản phẩm OCOP tham gia trưng bày giới thiệu quảng bá, trong đó có 4 sản phẩm 4 sao, 12 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm bao gồm gà đồi Yên Thế, giò gà, chả gà của hợp tác xã nông nghiệp xanh Yên Thế, chè xanh bản ven của hợp tác xã Thân Trường, sản phẩm trà túi lọc cà gai leo của hợp tác xã Hàng Anh, trà xạ đen Diệp Nhật, rượu Diệp Nhật của hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thiên Phú, dầu lạc Đại An, dầu mè đen của hợp tác xã nông nghiệp Quang Duy, cao xạ đen, cao cà gai leo, cao đinh lăng của hợp tác xã dược liệu Thiện Tâm Yên Thế, kẹo lạc vừng Việt Dũng của hợp tác xã Tâm Việt Dũng, bánh khảo Mộc Sơn, rượu thóc men lá Mộc Sơn của hợp tác xã nông nghiệp Mộc Sơn và sản phẩm mật ong hoa rừng Đèo Huỳnh của hợp tác xã nông nghiệp Hạ Sơn. Nhờ trưng bày quảng bá giới thiệu các sản phẩm đảm bảo về chất lượng, an toàn thực phẩm, mẫu mã theo tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường, nên gian hàng của huyện Yên Thế được khách hàng trong, ngoài nước tham quan, mua sắm và đánh giá cao. Cảm nhận của anh ấy sau khi thử hai loại sản phẩm của Yên Thế thì là sau khi thử xúc xích thì anh ấy cảm thấy là đóng gói bao bì rất là tốt. Và anh cũng nhìn thấy là có rất nhiều giải thưởng đã được công nhận của sản phẩm này. Và anh cảm thấy rất là thích và cũng rất là mong có cơ hội được thử sản phẩm xúc xích gà đến từ Yên Thế. Và sản phẩm thứ hai là trà. Khi mà thử trà thì anh có cảm giác rất là thư giãn và thoải mái. Trà có vị rất là thơm và anh ấy cảm thấy rất là thích khi mà lần đầu tiên được thử hai sản phẩm này của Việt Nam. Và anh ấy rất là hy vọng có thể được mang hai sản phẩm này về để giới thiệu cho những bạn bè. Sự xuất hiện của các điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cầu nối giúp các đối tác dễ dàng tìm kiếm thông tin về sản phẩm để chủ động liên kết, ký kết hợp đồng tiêu thụ, đồng thời quảng bá các sản phẩm đặc trưng của huyện đến đông đảo người dân và du khách, giúp người tiêu dùng có thêm địa chỉ tin cậy để mua sắm các sản phẩm OCOP chính hãng.